Phụ trách chương trình xứ ngôn viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài BGTV để tiếp tục theo dõi những cái phần tin mà chúng tôi vừa mới nhận được. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên vừa mới cập nhật là NTSB đã cho biết trọng tâm là tìm kiếm và cứu hộ sau vụ sập cầu ở Baltimore. Trọng tâm và các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sau khi một tàu chở hàng lớn đâm vào một cây cầu khi đang khởi hành từ Baltimore vào sáng sớm ngày thứ Ba. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, gọi tắt là NTSB, là Jennifer Homedis đã cho biết, ngày 26 tháng 3, lực lượng cứu hộ đã cứu được hai người sống sót, một trong số họ phải nhập viện và tìm kiếm thêm ở sông Patapsco sau khi mà những diệp kim loại khổng lồ dài lên tới 1,6 dặm, tức là khoảng chừng 2,57 km. Cầu Francis Scott Key bị đổ xuống làn nước băng giá vào khoảng 1 giờ 30 sáng, tức là khoảng chừng 5 giờ 30 giờ GMT. Con tàu đã báo một sự cố về điện trước khi va chạm. Điều này khiến cho cơ quan chức năng phải dừng giao thông trên cầu trước khi sập cầu. Các quan chức đã cho biết không có bằng chứng về hành vi chơi xấu. Paul Whitfield là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Maryland đã cho biết các đội công nhân đang sửa chữa ổ gà ở trên cầu vào thời điểm cầu sập và sóng siêu âm đã phát hiện các phương tiện dưới nước lúc đó sâu khoảng 50 feet. Bộ trưởng của Mỹ kêu gọi khối Liên minh châu Âu tìm mọi giải pháp khả thi cho nhu cầu của người nông dân. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Nông nghiệp của Mỹ vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 3 cho biết là đã đạt được một tiến bộ trong việc giải quyết các yêu cầu của người nông dân châu Âu giận dữ, dẫn đến làn sóng phản đối khắp khối trong những tháng gần đây, nhưng cũng nói thêm rằng khối Liên minh châu Âu liên tiếp tìm kiếm mọi giải pháp khả thi để xoa dịu nỗi lo lắng của mọi người. Ông David Clarneville là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của Mỹ, nước giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu trong 6 tháng, đã cho biết là công việc về vấn đề này chưa kết thúc sau khi các Bộ trưởng Nông nghiệp của khối 27 thành viên gặp nhau tại Brussels vào hôm thứ Ba. Các thành viên Liên minh châu Âu đang tranh luận về cách cho Ukraine tham gia, cho Ukraine gia hạn quyền tiếp cận miễn thuế thêm một năm nữa vào thị trường của nước này, đồng thời cũng xoa dịu những người nông dân đã phản đối trong nhiều tháng, chống lại các quy định về môi trường của khối Liên minh châu Âu và hàng nhập khẩu giá rẻ. Pháp và Ba Lan cũng thúc ép hạn chế nhiều hơn đối với việc nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm từ Ukraine để ngăn chặn điều mà họ gọi là sự mất ổn định của thị trường nông sản châu Âu và khiến cho những người nông dân đang tức giận thêm khó chịu. Quay sang phần tin nóng từ Trung Đông, quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt phó chỉ huy Hamas. Phó chỉ huy quân sự Hamas là Marwan Aysha đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel trong tháng này. Người phát ngôn quân sự Israel đã cho biết hôm thứ Ba ngày 26 tháng 3, xác nhận các báo cáo trước đó. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình, chúng tôi đã kiểm tra tất cả thông tin tình báo, ông nói thêm. Marwan Aysha đã bị loại trong cuộc đình công mà chúng tôi thực hiện khoảng 2 tuần trước đó. Không có bình luận ngay lập tức từ Hamas. Isra đứng đầu danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Israel cùng với Mohammed Deif, người đứng đầu cánh quân sự của Hamas, lữ đoàn Is el-Din và thủ lĩnh của Hamas ở Gaza. Yahya Sinwar là người được cho là kẻ chủ mưu. Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm vào miền nam Israel đã gây ra chiến tranh Gaza. Cầu Baltimore sập sau va chạm với tàu chở hàng. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc của một tàu chở hàng đã đâm vào cầu Francis Scott Key ở Baltimore đã khiến cầu này sập một phần xuống sông vào rạng sáng hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 3. Vụ việc này đã được ghi lại trong một nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên kênh YouTube Stream Time Live, nơi người ta đã nhìn thấy con tàu va chạm với cây cầu vào lúc 1 giờ 28 phút sáng theo giờ ET. Sau đó thì một phần lớn cấu trúc của cầu dài 1,6 dặm, tức là khoảng 2,57 km rơi xuống sông Patapsco.
Kính mời quý vị quay sang phần tin từ Việt Nam. Tổng bí thư Trọng mời Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đến thăm Việt Nam trong cuộc điện đàm hôm ngày 26 tháng 3. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, Việt Nam vẫn là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á. Mối quan hệ được phát triển từ thời Xô Viết và Hà Nội là khách hàng lớn nhất mua vũ khí của Nga. Tổng thống Putin vui vẻ nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp. Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, truyền thông nhà nước Việt Nam hồi tháng 10 đưa tin ông Putin đã nhận lời mời thăm của Chủ tịch nước Việt Nam, nhưng việc đó chưa diễn ra. Lời mời vẫn được đưa ra nhiều tháng sau khi mà Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là IWC, có trụ sở tại Harwood, đã phát lệnh bắt giữ ông Putin. Trong cuộc điện đàm hôm 26 tháng 3, ông Trọng chúc mừng ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga và gửi lời chia buồn với người dân của Nga và gia đình và các nạn nhân của vụ tấn công buổi hòa nhạc ở ngoài ô Moscow vào tuần trước. Và tiếp theo là bản tin cuối. Cô gái 25 tuổi lần đầu tiên lái xe điện 30.000 km vòng quanh thế giới. Một người phụ nữ Hoa Kỳ 25 tuổi đã lập kỷ lục thế giới là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe chạy hoàn toàn bằng điện khi vượt qua vạch đích ở Nice, Pháp vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 3. Nhà thám hiểm Lexi Elfroth đến từ Miami đã lái xe 30.000 km qua 27 quốc gia và cũng đã băng qua 6 lục địa trên chiếc Ford Explorer chạy bằng điện mới để nhận chứng chỉ kỷ lục từ Record Setter, là một tổ chức kỷ lục thế giới tương tự như là kỷ lục Guinness Thế giới. Tôi cảm thấy hoàn toàn không nói nên lời, cô Efrod đã nói khi nhận giải thưởng của mình. Đây là vinh dự và đặc ân của cả cuộc đời khi được đi vòng quanh thế giới bằng một chiếc xe điện và thành thật mà nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bởi vì tôi cảm thấy quá kiệt sức sau 200 ngày trong rong ruổi trên đường, bất chấp điều kiện đóng băng mất điện ở châu Phi và thiếu cơ sở hạ tầng sạc điện ở sa mạc Atacama của Chile. Cô Efrod đã quay trở lại miền nam của nước Pháp, nơi cô bắt đầu một cuộc hành trình sạc vòng quanh thế giới vào ngày 8 tháng 9 năm 2023. Và một lần nữa, phụ trách chương trình Xuân Quân Viên Bảo Khanh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của Đài BCTV. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và xin chúc cho quý vị có một buổi trưa an lạc và hạnh phúc. Xin ân ái kính chào quý vị.